Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Và mình là Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem lại một trận đấu của top 1 Dương Tiễn gà vịt lợn đối đầu với tem bạn nhá. Có một người tuyên lát với một đội hình khá là khó nhằn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiêm ngưỡng cái trận đấu này xem nào. Đầu tiên thì gà vịt lợn như mọi khi thôi, lên cho mình đó chính là cái quỷ diện, cái huyết diện, một cái hút máu vật lý thôi. Và đang nhằm nhe bãi cóc đầu tiên. Và chiêu thức đầu tiên mà cộng đó chính là năng lượng vô biên. Chỉ với một vài đòn vụt, Dương Tiễn đã lấy cho mình đã sơi xong được bãi cóc rồi. Và cũng được sự giúp đỡ đến từ AD giúp việc giúp cho Dương Tiễn farm cái con bùa xanh nhanh hơn. Bởi vì là con Dương Tiễn này đầu game ấy, anh em cộng cái năng lượng vô biên này đầu tiên ấy thì nó farm bãi cóc rất là nhanh. Nhưng mà với những cái con quái to như là con bùa hay là mấy cái con quái khủng như là bãi khủng long ấy, con khủng long khổng lồ ấy, thì nó ăn rất là lâu, bởi vì sát thương tay của nó chủ yếu là từ cái đòn đánh thường mà thôi. Như những vị tướng khác thì ăn rất là nhanh, nhưng mà riêng với Dương Tiễn thì đây, như con khủng long này vụt mãi nó mới chết anh em ạ. Tiếp tục là bãi sói, một vòng rừng khá là hoàn hảo, khá là nhanh khi mà được Vin Ke sau chửi linh ta linh kia. Khi mà được AD giúp đỡ phụ cho khi mà ăn con rừng ấy. Phóng giáo này. Ô bên này còn chưa ăn xong con bùa anh em ạ. Cái con Poseidon ấy đầu game nó yếu lắm. Mà lúc mà nó chưa có tăng hình ấy, con Poseidon nó rất là yếu, anh em cứ lao vào mà đuổi đánh nó không cần phải sợ. Một vụt này, Fit Blow chính công đầu. Khởi đầu khá là toàn vẹn, một khởi đầu khá là tốt. Bây giờ Dương Tiễn đang vào nhăm nhe con bùa. Phóng kích bạc đánh thường, năng lượng vô biên và thiên thần để búp giáp ảo. Và ăn bãi quái con này. Quyết định ra nhằm nhạc. Vin ăn xong rồi. Và Vin được một bùa spell, một cái bùa giúp tăng tốc chạy. Quyết định tele xuống để nhằm nhạc bãi cóc. Ăn lính trước à? Sau khi lên xong cái quỷ huyết diện thì Dương Tiễn sẽ lên cái giày tốc chạy. À, cho những em chưa biết thì khi mà chúng ta xem lại trận đấu như thế này ấy. Ôi tôi chết rồi, giáp ảo rất là dày. Nhưng mà ăn không chế thì vẫn phải làm súng mà thôi. Pha này thì Dương Tiễn hơi sai nha. Cho những em mà chưa biết thì khi mà chúng ta xem lại những trận đấu như này thì chúng ta có thể xem được những bình luận, những cái chat đến từ tem đồng minh và tem địch, xem được hết cả hai bên. Bên kia chửi thế nào, bên kia nói làm sao chúng ta đều biết hết. Bãi khủng long. Ăn cái con khủng long to rất là lâu nha mọi người. Dương Tiễn là một vị tướng đi rừng nó khá là lâu. Nhưng mà khi mà có đồ ấy thì nó farm rất là nhanh luôn. Đặc biệt là với mấy cái bãi như là bãi sói, bãi cóc ấy, có năng lượng vô biên. Chiêu thức thứ tư của Dương Tiễn thì ăn nó rất là nhanh nha mọi người. Trận này thì KD của Dương Tiễn đang là 1-1. Hai bên thì KD cũng là 1-1 thôi. Tem bên kia thì Flail 1-0. Bên này Dương Tiễn 1-1. Hai bên mỗi team đều ăn được có một mạng thôi. Năng lượng vô biên và farm cái bãi con này gọi là con TT hay sao nhỉ? Hay con rùa không biết nữa. Làm gì đây? Làm gì và được gì đây? Hút nó lại. Ui rồi ôi, một cú thần phong. Nó cũng không phải là quá xấu, nhưng mà tem địch lối đông quá. Cái lớp giáp ảo đến từ chiêu 2 nó không đủ dày. Tem địch thì quá là đông. Bên tem mình thì có Buninato. Buninato hình như đang hướng đến ma thạch. Đây là một sở bê có vẻ là rất là có tâm đó mọi người. Dương Tiễn bây giờ đang khá là cay rồi anh em ạ. Bởi vì là bị hai phát đều bị lỗ úp hội đồng, khá là cay rồi. Mỗi một đòn đánh thường là hơn 200 dam, farm nó cũng khá là lâu đấy anh em ạ. Như những vị tướng khác như là Poseidon thì nó kích hoạt đòn đánh tay nên nó farm rất là nhanh luôn. Rồi đánh thường một vụt. Lớp giáp ảo quá là dày. Vị tướng Dương Tiễn này thì nó có giá là một viên ngọc lưu ly ở trong shop đặt bảo nha mọi người, cái shop kim cương ấy. Khi mà anh em quay được đủ một lượng vận may nhất định thì anh em sẽ có được một viên ngọc lưu ly.
tùy vào nhân phẩm của anh em. Và ngọc lưu ly này nó có thể đổi được, có thể mua dương tiễn, cũng có thể mua những vật phẩm khác. Và cái con vị tướng dương tiễn ấy nó cực kỳ là mạnh, nhưng mà chỉ khi mà trong tay một người biết chơi mà thôi. Còn nó sẽ cực kỳ là phế vật khi mà trong tay những cái người mà những người tập chơi hoặc là những người thiếu kỹ năng. Con dương tiễn này khi mà nó có kỹ năng ấy, khi mà nó biết chơi ấy, nó biết combo ấy, nó biết bắt địch ấy, thì nó cực kỳ là trâu, nó cực kỳ đam và to. Còn khi mà trong tay những cái người mà không biết hút, không gọi là không biết tận dụng giao tranh hay là không biết sử dụng chiêu thức hợp lý thì nó sẽ không được trâu, nó sẽ cực kỳ là mỏng, đam cực kỳ là bé. Bởi vì là hầu hết các chiêu thức của dương tiễn nó đều liên quan đến việc mà nó đều liên quan đến số lượng tướng địch đứng cạnh. Vậy nên để có thể là tăng được nhiều sát thương nhất và tăng được nhiều sức chống chịu nhất cho dương tiễn thì yêu cầu mọi người cũng phải là có khả năng gọi là tiếp cận địch. Con bùa không, lại mất một cái bùa spell rồi. Flare bắt đầu chửi Tuyên ngu rồi. Chỉ cần một cú thân phong đẹp, mọi người có thể hút nhiều mục tiêu vào trung tâm. Và khi mà càng nhiều mục tiêu thì lớp giáp ảo được tạo lên đến từ thiên thần sẽ càng dày, đồng nghĩa với sức chống chịu sẽ càng lớn. Và với chiêu thức thứ tư, năng lượng vô biên, cũng tương tự như chiêu thiên thần, nó cũng sẽ dựa trên số lượng tướng địch đứng bên cạnh của dương tiễn mà tăng sát thương, tăng rất là nhiều sát thương luôn. Ok mọi người, kê đây hai bên bây giờ là 9-5. Nó đang nghiêng về bên phe của gà bịt lợn. Bên gà bịt lợn thì có AD cũng khá là xanh. Dương tiễn thì cây đê 22, Siren thì 215. Cây đây khá là đẹp. Ô con Vinken nó lại xuống đây rồi. Farm lính rất là nhanh đến từ năng lượng vô biên. Nhưng cái con lính này thì cái lượng máu của mấy con lính này nó kê đều kiểu thấp thấp ấy, cho nên là sử dụng năng lượng vô biên vụt nó rất là nhanh. Xong rồi, xong bạn rồi, bạn Poseidon đây. Poseidon bây giờ là cây đây là 1-3 nha. Poseidon trận này gặp gà vịt lợn đúng là gặp mà khắc tinh luôn rồi. À cũng không hẳn đâu. Poseidon khi mà nó biết chơi ấy thì nó bắt cả tanker luôn anh em ạ. Rồi hút. Ô tôi pha này hình như dương tiễn hơi lỗi anh em ạ. Ua lại cả hạc nó đến này. Bị bốn thằng nó đuổi, không thể chạy được, bị một chiêu bổ, một chiêu kích tất sát của con bò nó cho phát lên giường luôn rồi. Cây đây là 2-3 rồi. Sự bây giờ đang giặc quá là bất lực. Và trang bị tiếp theo dương tiễn đang nhắm đến đó chính là cái thần quang đấy mọi người. Thực sự bây giờ là gà bịp lợn có vẻ là đang suy nghĩ rất là nhiều. Ba mạng nằm xuống đều là ba mạng bị đánh hội đồng anh em ạ. Đây là dương tiễn giai đoạn đầu game thì rất là dễ bị úp hội đồng nha mọi người. Nhưng mà khi mà dương tiễn nó có đồ ít nhất là hai món thần quang và linh thạch thì lúc đấy thì càng bị đánh hội đồng nó càng khỏe anh em ạ. Bởi vì con này thì càng đông thì sức chống chịu nó càng cao, sát thương nó cũng sẽ càng tăng. Cái này yêu cầu mọi người cần có một lượng đồ nhất định. Khi mà có cái linh thạch ấy, chúng ta sẽ có được miễn khống chế rất là tốt. Và khi mà có miễn khống chế ấy, thì chúng ta hút mục tiêu vào, chúng ta sẽ không sợ bị choáng để có thể ngắt những cái đòn đánh tay. Và con này thì anh em lên nhiều nhiều cho nó tốc đánh một chút. Khi mà tốc đánh nhiều ấy, mỗi càng đánh nhanh thì cái giáp ảo được cộng thêm càng nhiều nha mọi người. Còn về cái lối lưng chiêu thức thì cây đây cũng có vẻ là vẫn được nghiêng về bên ta. Lối lưng chiêu thức thì lưng mắc cái năng lượng vô biên nha, để chúng ta tăng nhiều sát thương nhất có thể. Dương tiễn đang muốn lấy cái trụ chăng? Lấy được không đây? Ok, vẫn lấy được nha. Hút này. Ôi dồi ôi, lại bị hội đồng rồi. Không thể đuổi được con Vin đâu nha. Bởi vì là bị như kiểu là nó sẽ, nó kiểu như kiểu là chúng ta cứ ấn vào nút đánh thường ấy, giống ở bên Liên Quân vậy, cứ ấn vào cái nút đánh thường thì nó sẽ đuổi theo cái mục tiêu gần bên cạnh ta nhất. Ôi ôi, lại bị đánh hội đồng rồi. Bốn mạng liên tiếp bị nó đánh hội đồng anh em ạ. Gà bịp lợn bây giờ chắc là đang trong giai đoạn trầm cảm nhất của cái cuộc đời, của cái trận đấu này rồi. Bốn lần liên tiếp bị úp sọt.
bản thân chỉ ăn được có hai mạng mà thôi. Bunetto đang rất là trâu, chống chịu rất là tốt đến từ chiêu cuối. Và khi hết chiêu cuối thì đành phải rút ra thôi. Rồi, một cái trụ mít đã mất rồi. 7 giây nữa Dương Tiễn sẽ ra nha. Hạc đi này, Tuyên nát đi này. Con bò bên kia ok, đây của nó là 32 à. Con bò bên kia cũng khá là khỏe đấy. Nó bổ một mạng của Dương Tiễn này. Nó bổ được mấy mạng từ nãy. Dương Tiễn ra rồi. Phóng lao, thiên thần, hút. Đánh thường. Một mạng này. Lại bị hội đồng rồi anh em ạ. 5 mạng liên tiếp bị hội đồng rồi nha. Ăn được thêm một mạng nhưng mà cũng phải làm thêm một mạng. Gặp bị lợi bây giờ trầm cảm lại càng thêm trầm cảm rồi. Cây đây cũng đã bị rút ngắn lại còn 17-16. Chênh lệch lượng tiền thì chênh lệch lượng tiền cũng tầm khoảng gần. Ủa nó gần đuổi kịp chênh lệch lượng tiền rồi cả. Con Vin bây giờ thực sự là nó đang có đồ anh em ạ. Con Flail thì nó, con Flail bây giờ cũng rất là khỏe nhá. Vớ vẩn là nó cho liệm đấy. Bây giờ nguy ngại con Flail và con Vinke thôi. Bây giờ cái lối thoát duy nhất của con Dương Tiễn là lên cho mình cái linh thạch. Khi mà lên xong cái linh thạch thì sẽ không còn sợ con Flail nữa. Nhưng mà còn con Vinke thì nó lại khác, con Vinke thì nó lại thuộc dạng. Thế rồi một cú thần phong. Nhưng mà chỉ hút được có một người mà thôi. Úi dồi ôi, thôi lại chết rồi, lại bị hội đồng chết rồi. Đây là hai lần bị con bò nó bổ chết rồi. 6 mạng liên tiếp bị đánh hội đồng mà chết. Nhưng mà trận này nằm xuống hơi nhiều nha. Con Vin bây giờ nó xanh quá. Úi dồi ôi, con Vin tận 17k tiền cơ. Flail 16k tiền. Vin 18k tiền. Trên này lượng tiền nó đang ở mức báo động với gà bịp lợn rồi. Đang có thiên hướng là Dương Tiễn đang lên tanh. Nhưng mà theo tôi thấy thì Dương Tiễn lên đam chính là lên tanh rồi. Bởi vì cái lượng giáp ảo đến từ chiêu thức thiên thần của Dương Tiễn nó liên quan đến lượng sát thương của Dương Tiễn. Cho nên là lên tanh. Nếu mà lên tanh thì có một món trang bị, đó chính là phản đòn và mắt trừ tà, hai món đấy. Và thần quang cũng là một món tanh rất là tốt rồi. Dương Tiễn này nếu mà lên, nó lên đồ sức mạnh thì nó sẽ không được cộng công vật lý lên đến từ chỉ số sức mạnh không. Hút rồi, hút một cú rất là đẹp rồi. Không bắt được con Vinke kìa. À, con Vinke vẫn chết rồi. Ok. Siren bị tem địch chết 5 người, còn tem ta chỉ bị mất một người thôi. Một pha giao tranh khá là có lợi cho team ta. Lượng tiền thì tem mình vẫn hơn nhỉ. Và đang hướng tới con Zaka anh em ạ. Dương Tiễn khi mà nó có đồ ấy, nó ít nhất là có một món thần quang thì nó một mình nó có thể solo ra ca rồi. Cũng không cần thiết đến Buninato đâu. Đang rất là tích cực farm đến từ vị trí của Dương Tiễn. Farm rất là khủng khiếp, quyết định băng trụ luôn kìa. Okay, lấy cái trụ trong khi chỉ mất một lớp giáp ảo đến từ thiên thần mà thôi. Chiêu 2 thiên thần. Con hạc kia nó cứ nhăm nhe để nó tóm sống mình nhỉ. Về cái lượng trụ thì tem bên này có vẻ hơn nhỉ. Đã có linh thạch rồi nha. Ôi tôi chết rồi, thế này là tôi chết rồi. Thiên thần nhưng mà không thể thoát được. Có thiên thần búp giáp ảo rất là nhiều nhưng mà vẫn bị con Vin nó bắn chết. Thực sự bây giờ là con Vin nó bắn. Úi lô 23k tiền rồi. Nó hơn Dương Tiễn rất là nhiều tiền luôn. Về những trận đấu, về giai đoạn lết ấy, về giai đoạn cuối trận ấy, người ta sẽ không nhìn KDA đâu, mà người ta sẽ nhìn lượng tiền. Người ta sẽ nhìn lượng tiền để đánh giá xem là con tướng đấy nó có mạnh hay không. KDA về giai đoạn lết game thì KDA nó chả nói lên cái gì cả. Nó chỉ nói lên là anh ăn được bao nhiêu mạng mà thôi. Còn lượng tiền mới là quan trọng. Lượng tiền mới nói lên sức mạnh. Cây đây hiện tại Dương Tiễn là 37 nhá. Ok, đây khá là xấu. Quanh ra có vẻ là bị ăn hành khá là nhiều từ đầu. Ăn ngập mồm hành luôn rồi. Mỗi một phát vụt giờ tương đương hơn 500 đam. Vụt.
Những cái phát vụt của Dương Tiễn bây giờ nó bắt đầu nó thấm thấm rồi đó. Cũng đã có cho mình linh thạch rồi. Rồi có Poseidon. Quyết định là chỉ dọa thôi. Dưới đây có con Vin Ke. Con Vin Ke nó bắn cháy máy quá. Nó bắt được hai mạng rồi. Đuổi, quyết định đuổi ra. Rồi quyết định thần phong. Một cú thần phong đẹp, bắt được hai người đối phương. Quyết định bật cả linh thạch lên luôn. Ui, bị con bò kéo này, tôi chết rồi. Bị con bò nó kéo lại, thành ra là mục tiêu, bị chọn mục tiêu gần nhất để tấn công. Nó quyết định dí luôn anh em ơi, nó dí Dương Tiễn à. Ui, nó dí đến cùng luôn à. Ui, nó dí đến cùng, tôi chết rồi. Có sức chống chịu đến từ thiên thần nhưng mà không đủ. Vẫn phải làm xuống thôi. Cái giái cái thế nhờ, cái giái thật sự. Bây giờ thì cái thằng đặc cầu Vin Ke này nó bắt đầu nó khỏe đấy. Bắt đầu cay cái thằng đặc cầu Vin Ke rồi. Bắt đầu cay. Thực sự bây giờ là Dương Tiễn bắt đầu cay đấy. Mình xem lại mình còn thấy cay anh em ạ. Nó dí đến cùng luôn. Nhưng mà cái pha gì đến cùng đó của con Vin nó không thực sự là tốt lắm, bởi vì là nó sẽ mất đi cái đợt lính này để trụ. Với lại là ấy, cái pha đó bị con Minot nó kéo vào, nó bị hiệu ứng gọi là chọn tướng địch gần nhất để tấn công, cho nên là cứ ấn vào lúc đánh thường nó cứ đuổi theo cái con bò thôi, rất là khó chịu. Un swap bao bao rồi, con Vin Ke nó quá mạnh. Trang bị cuối cùng tôi nghĩ sẽ cả bình luận sẽ lên đó chính là cái phản đòn. Nhưng phản đòn tôi nghĩ là cũng không hợp lý lắm đâu nhỉ. Với một con Vin Ke đấy rồi, một cú thần phong đẹp, bật cả linh thạch lên vụt. Mắt trừ tà rồi, chết hai mạng nhá. Tripper, có Tripper không đây? Thằng này làm thử vào đây thì bạn làm xuống đi bạn ơi. Double kill rồi. Tem địch bây giờ làm xuống 4 người nhá. Chỉ còn mỗi con Flail thôi. Sẽ làm được gì đây? Triple kill nhá. Bây giờ thì phản đòn nó cũng không nhất thiết cần phải lên sớm đâu. Không cần thiết phải lên nữa rồi. Win rồi còn đâu nữa. Win hộ đi, attack à? Định thách thức sao? Khi mà tem địch chết 4 người rồi mà vẫn còn muốn thách thức sao? Dương Tiễn thì chưa có anti nhá. Dương Tiễn chưa có anti. Chưa có thần phong trên người. Rồi băng trụ luôn nha. Cái lớp giáp ảo rất là dày đến từ thiên thần. Thách thức người ta win à. Ok, có lẽ là video của mình đây cũng xin tạm dừng đấy nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Đừng quên cho mình xin nút like và đăng ký kênh. Bật chuông báo để ủng hộ mình nha. Còn giờ chúng ta sẽ xem thông số. Vẫn là MVP, tuy là feed hơi nhiều nhưng mà vẫn MVP anh ạ. Và chúng ta sẽ xem thông số của Dương Tiễn. Ok, tạm biệt mọi người.